Ủa gì kỳ vậy trời? Sao đến tôi nhảy tự nhiên ban giám khảo trốn đâu mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, nghĩ làm sao? Ông Chí Tài hơi là ông bự con, dằn cái số 15 chứ thôi có là tôi giật cái số 15 nó ra là giải nhất thuộc về của tôi rồi. Thôi dưới quê nha em, vừa đi vừa nhảy vậy đó. Rồi con nít nó bu lại nó coi quá trời. Lên đây cũng vừa đi vừa nãy, con nít nó cũng bu lại nó coi. Coi họ lấy đá nó chọi em. Nó nói em khùng. Không dám khùng như mày. Khùng mà tao biết giả đi khiên đồ Mỹ mà. Dạ tâm sự quý vị bà con cô bác nghe. Ở dưới quê mấy năm trước á, em làm lễ đính hôn với cô bạn gái. Mới đính hôn thôi em tự coi em là chồng của cổ luôn. Dạ đính hôn xong cái cổ nói cho cổ lên thành phố đi du học. Em hỏi học cái gì, cổ nói học may đồ. Không biết học 4 năm tốt nghiệp chưa mà giờ không thấy từ từ liên lạc gì hết. Em nhớ vợ quá em bò lên đây em tìm vợ em. Quý vị bà con cô bác đây thương em. Thấy vợ em đâu không chỉ giúp cho mà em được không? Trời ơi, bậy bạ hoài, chỉ bậy bạ ăn mỏ máu không giờ. Ai chân sò tét gai ôn nè. Ủa, cái tiếng quen quen. Ai chân sò tét gai ôn nè. Bánh trưng bánh giò. Dạ. Bán cho tôi một cái đi, bao nhiêu? Dạ bán anh nói chị với đây 2 đồng, bán anh 1 đồng 2. Trời sao cô tốt bụng quá vậy? Dạ bán vốn anh ơi, bán hết về đi coi ca nhạc luôn. Ủa, dạ. Trời ơi vợ, vợ của tôi trời. Trời ơi quá, mừng quá. Trời ơi đồ quỷ sứ, đồ biến thái, đồ nham nhở, đồ bỉ ổi. Mày định hãm hiếp người phụ nữ đẹp nhất Cali nè hả? Tới nó hốt cái hết hồn chí luôn à. Gì vậy trời? Anh em muốn nhận ra anh hả? Chồng của em nè. Trời ơi anh lộn người anh ơi, tôi chưa có chồng. Ừ. Mắc cỡ không dám giận. Qua đây cho anh nựng cái coi. Trời nó nựng gì mà vừa tầm tay dữ vậy trời ơi, thấy gốm quá sao nào. Ê, anh ơi anh lộn mà anh ơi. Ừ. Uống thuốc chưa vậy ba? Uống rồi, hồi nãy đi nắng nhức đầu uống thuốc rồi. Trời ơi còn uống thuốc ở bệnh viện nào xả ra sớm dữ vậy trời. Trời ơi ông nội này chắc trốn bệnh viện ra đây quá. Cha nội này chắc chui lỗ chó bệnh viện nè. Anh ơi, tôi dưới quê này tôi buôn bán á, tôi không có quen biết gì anh đâu, anh lộn người rồi, tôi chưa có chồng. Em thiệt không nhận ra anh hả? Chồng em úp lúa nè. Nhìn ông có thấy lòi hột gạo đâu mà úp lúa. Em thiệt không có nhớ anh hả? Úp lép. Cái vậy? Úp lép. Ai lép? Thầy em chứ ai. Dạ, cái đối vậy vô duyên dễ sợ. Vĩ sứ. Sao biết lép. Thấy vậy chứ phải vậy nghe cha lội. Tự nhiên nhào cho hốt lã ra đó tôi lép à. Tôi tên Hương, tôi với quê lên đây tôi buôn bán. Tôi không có quen biết gì anh hết, tôi chưa có chồng. Mà đặc biệt khẳng định với anh rằng tôi không có lép. Nóng máu này nè. Bị nhỏ con chứ lớn con là đè quất đó rồi. Nghĩ sao nói tôi vậy trời, quê chứ. Không. Cái gì vậy ba? Anh khẳng định luôn. Cái gì vậy? Em là út lép, anh là út lúa, em là vợ của anh. Trời ơi trời, mấy thằng điên này gặp ngoài đường mà cãi nó ngồi đó nè, nó cắn chạy nọc. Ông nội này mà nó cắn cái chích 21 mũi liền nè trời. Kệ nó nương theo chiều gió lấy vỏ bánh đi bán. Trời thấy gớm không? Cười hoài quá. Chị ra chị mướn xe đưa em về nha. Ê, sao tự nhiên em xưng chị với anh? Bình tĩnh đừng có nóng, mấy cái bệnh này nóng nó dồn lên não. Má ra má kêu xe đưa con về nha. Trời ơi, tự nhiên cái em đòi làm má anh là sao? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ muốn cái gì nói bà nội nghe. Trời ơi, em là vợ, anh nó là chồng. Thì em phải gọi anh là mình ơi. Trời ơi, nó hốt đâu được, giờ nó hốt tôi luôn trời. Quất mày banh bọng mày luôn mày. Mình ơi, em ra em kêu xe đưa đi bệnh viện tâm thần chợ quán nha. Gì vậy? Nhà mình đâu phải ở dưới chợ quán. Chứ nhà mình đâu? Ở trên Biên Hòa. Trời ơi trời. Trời ơi ông nội, cả cái Việt Nam ở Biên Hòa, cái bệnh viện điên lớn nhất mà đòi về thẳng trung tâm luôn trời. Sao nãy giờ ông chịu nói sớm. Ở Biên Hòa phải không? Cha nội này mua thuốc mà mua sỉ nè trời. Ông thèm ghé đại lý nữa. Biên Hòa phải không? Nãy giờ anh không nói, tôi ra tôi kêu xe cho anh về. Đứng đợi tôi xíu nghe. Làm phước ra kêu xe giùm cho. Đứng yên đó đi, ra kêu xe coi tôi cho bánh. Ê em. Gì nữa? Ê. Anh bình tĩnh anh, gì từ từ tôi kêu xe cho mà. Bình tĩnh anh. Bình tĩnh. Anh nên bình tĩnh anh ơi, cái gì từ từ nói anh ơi. Cái gì vậy ba? Rảnh ghê không? Vậy đứng đây nhảy đầm vậy nè là trời. Phải chị nó nhảy đẹp, tao nhảy 4 hàng chứ phải 2 hàng. Quỷ này lấn chiếm lòng lề đường quá trời. Sáng giờ đi bán mệt thấy bà nội giờ ra đây nhảy chơi với nó vậy trời. À nội cha nó lát xe nó hốt vậy nó chích tôi chứ không chích thằng này mới lạ nè. Rồi nó nhảy nó còn đổi kiểu nữa, cho giờ đổi cho nó vui luôn. Trời ơi giống mắt bố không? Giờ buôn bán ra đứng nhảy chơi với thằng quỷ này trời ơi. Ăn ở sao giờ đứng nhảy hoài vậy trời. Ban giám khảo mai chấm nữa chứ chết bà nữa trời ơi. Ây da, sức người có hạn nha. Cái bán từ sáng giờ tôi đuối sức lắm này nha. Có rảnh đứng đây nhảy hoài vậy đâu nha. Ây xa, nó tỉnh quá. Dụ dỗ nữa. Anh không ấy giờ mình giải lao vài phút mình tâm sự cuộc đời mình không chứ em đuối sức lắm rồi. Cũng được. Gì vậy? Anh nhớ em quá à. Trời ơi, nhìn cái mỏ nó tôi cạp tôi chết. Mấy này phải quất nhau cho nó đụng nóc mới được. Em cũng nhớ anh quá. Trời anh đâu, hôn cái đi. Hôn đi. Qua đây. Quất liền vậy trời. Không mấy giờ anh hôn gió được không? Hôn gió hả? Chơi luôn. Dạ. Trời mai phước ghê, tôi biết đội đầu văng xuống nội kia chứ không hay banh cái mặt tôi rồi. Nám mặt ông anh tôi luôn rồi trời. Anh ơi anh, tội nghiệp tôi anh ơi. Tôi với quê đây tôi buôn bán từ sáng giờ tôi chưa bán được cái nào hết. Bây giờ anh đứng đây anh hung hoài không có buôn bán gì được. Anh đứng y chang vậy. Tôi chạy ra tôi kêu xe tôi đưa anh về giùm nghe. Đứng đó nha. Đừng kêu tôi lại nữa, đứng đó coi giùm tôi vỏ bánh đó, tôi ra kêu xe về giùm cho. Nhưng mà em út lép. Tội nghiệp vợ em. Ở dưới quê lên đây buôn bán cực khổ, bị xì xét quá cho nên quên tên mình luôn. Không nhận ra mặt thằng chồng này nữa chứ. Bởi vậy chuyến này em lên đây đó, em quyết định là em rước cổ về dưới quê cho cổ hưởng phước. Đó, đám cưới của em nha, em mời hết bà con cô bác ở dưới đây đến nè nha. Dự đám cưới em phát người con lấp tơ, đứng cạp như cạp bắp vậy hết. Yeah. Chưa hết nha, phần giúp vui văn nghệ em mời toàn thể các ca nghệ sĩ Thúy Nga về trình diễn. Ca hát, múa lửa, vũ sexy có lương. Dạ làm đủ mọi thứ hết đó, mời. Trời ơi, tao đi làm đêm về mà im lặng cho chị ngủ chút xíu coi. Tôi làm quán bar nó mệt quá mà. Yeah. Cái gì vậy? Sao cô biết tên tôi? Trời ơi nhìn ra tôi trời, tôi Út Lép nè trời. Vợ anh nè. Bả gì mà bả nói bả lép. Bà nội này mà đi vượt biên khỏi cần đem phao. Ai gần chìm thôi vịn một tay tôi cũng nổi nữa. Bị sớm. Không nhìn ra tôi thiệt á trời, tôi vợ của anh đây nè trời. Thôi nha. Cái gì vậy? Không có cửa với mình đâu nha cưng. Trời ơi trời. Trời công nhận con gái thành phố sao gan quá à. Thấy trai đẹp cái tươm tướp như ăn cướp vậy hả. Trời ơi trời, không nhìn cho tôi thiệt á trời. Vợ của anh đính hôn với anh cách đây 3 năm nè, dưới quê nhớ không? Trời đi cái tướng dách sảnh này nó mỏi hết sức vậy trời. Không nhìn cho tôi thiệt, lòng tôi giận anh đó nghe. Tôi với anh đính hôn dưới quê cách đây 3 năm, cái tôi đòi lên thành phố tôi đeo những đính hôn của anh, không nhìn ra tôi sao? Ấy cái gì ạ? Ủa nói vậy không lẽ cô là Út Lép vợ tôi hả? Út Lép chứ còn gì nữa, mà giờ hết lép rồi giờ nó lòi à. Ôi vậy còn cái cô bán bánh chưng bánh giò hồi nãy á. Trời nó nghĩ sao ai cũng nói tôi giống cái con bán bánh chưng bánh giò đó trời. Giống. Nghĩ sao mà giống được. Tôi với nó một trời một vực, tôi một trời nè, một vực nè. Còn chưa nữa nghe. Nghĩ sao nói tôi cái giọng tôi với giọng nhỏ đó giống nhau. Trời, giọng tôi mở miệng ra cái là đại gia, còn giọng nó mở miệng ra là đại hạ giá. Nghĩ sao à? Ta gu xì, bận đồ gu xì, còn nó bận đồ cũ xì. Mày nói giống tôi. Ô, nhưng mà sao em nói em lên thành phố học may đồ? Học may đồ sao bận đồ thấy ghê vậy? Có mình anh nói thấy ghê à. Anh nhìn xuống đây có ông nào chớp mắt không? Thấy không? Anh á, cổ hủ quá à. Mà tôi nói anh rồi, bây giờ tôi lên thành phố tôi thay đổi rồi. Tôi lên đây tôi làm super cougar. Tôi giàu có, tôi sang trọng, mà tôi biểu anh khi nào mà anh muốn lấy tôi á, anh bán hết đất dưới quê đi. Anh đem tiền ở đây cho tôi làm tỷ phú rồi tôi mới lấy anh. Nhìn cái tướng anh biết chưa, bán đất rồi phải không? Anh nghèo quá sao tôi lấy anh được? Nhưng mà anh đừng bồn nghe, đừng mơ mộng nữa, đừng giới với tôi nữa nghe. Giờ tôi thay đổi rồi. Bye bye. Tạm biệt anh. Đừng hòng mơ mộng với tôi nữa chưa? Trời ơi trời, làm gì nhờ tôi đắm đuối vậy? Chưa bao giờ thấy bạch tuộc lên bờ hết hả trời? Bye bye. Có lẽ tôi nghèo nên người ta đã phụ tình, mà có lẽ tôi nghèo sao trở theo hơi trời xanh. Con đường tình mong manh đã dành sẵn cho mình, nên yêu đương không thành thì thôi đành sống kiếp cô. Ông với bà nội đó y chang như nhau. Thấy tôi ăn bận dày, khi dễ tôi tưởng tôi nghèo hả, để nguyên bản nhạc nghèo làm tôi lip sync mỏi miệng thấy bà. Trời ơi, không dám nghèo đâu. Báo cho ông với là con bạch tuộc nó biết tôi triệu phú, vừa bán mấy trăm mảnh đất ở dưới quê, định lên đây rước cổ về cho cổ hưởng hạnh phúc. Nào ngờ đâu lên đây mới biết cổ thay đổi dữ vậy. Người ta cũng dưới quê, người ta lên đây người ta buôn bán mà ta thật thà chất phát mộc mạc. Còn con vợ tôi, trời ơi, điệu này chắc nuốt con bạch tuộc không trôi quá. Kiếm bánh chưng bánh giò ăn vậy mà nó ấm bụng. Biết chờ đâu rồi nữa. Bánh giò. Trời ơi trời, mới xuất hiện cái ông kêu liền. Anh ơi, nãy giờ tôi đứng ngoài kia tôi ngoắt được chiếc xe cho anh rồi. Anh cho tôi lấy giỏ bánh đi bán nha, sớm mơ giờ tôi chưa bán được cái nào nha anh. Cái xe kêu á. Bánh giò. Gì nữa? Tôi khẳng định với cô. Gì anh? Cô không phải là vợ của tôi. Trời ơi, uống thuốc từ sáng giờ nhờ nó nhảy mà lọt xuống thấm thuốc rồi nè trời. Giờ anh thấm thuốc rồi đó, anh nhìn ra tôi đâu phải vợ anh phải không? Tôi xin lỗi cô, từ hồi sáng tới giờ đó tôi lộn cô với con vợ út lép của tôi. À vậy? À, nhưng mà giờ nó hết lép rồi. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, tôi không biết, cô biết không, gặp nó hồi sáng nay nè, giờ nó ăn bận gì kỳ quá cô ơi. Người nó cũng không muốn làm, nó làm con bạch tuộc. Rồi gặp vợ anh rồi, vợ anh đâu rồi? Vợ tôi hả? Dạ. Nó bỏ tôi rồi. Vợ bỏ mà cười là hiểu hả? Thuốc chưa thấm. Em lại anh. Em ra em kêu xe cho anh, nãy giờ tôi ngoắt được chiếc xe rồi. Anh đi xe này đã lắm à? Không thằng nào dám nhầm đường với anh hết trơn á. Dạ, vừa mới leo lên nó mở nhạc cho nghe đó. Vừa mới leo lên nó mở ò he. Đã lắm. Mà được cái leo lên trển không thằng nào dám ngồi, có mình anh nằm thôi mới ngon chứ. Nằm thẳng dòi nè anh, ở trên nó có treo bịch nước nó nhỏ tông hết nước cái tới nhơi liền à. Anh ơi đứng đợi nha, tôi đi nha. Bánh giò. Trời ơi cái gì kêu hoài, tội nghiệp tôi chưa bán được cái nào anh ơi. Tôi khẳng định với cô. Gì nữa? Tôi là triệu phú. Bên đó mà triệu phú dám bên đây đi bán hột sòn lắm. Kể từ giờ phút này. Cái gì nữa? Lại tôi nói cho cô biết. Cắn tôi hả? Tôi khẳng định với cô. Cái gì? Là tôi muốn đeo đuổi em. Hả? Cho mình cơ hội nha bé. Cái gì vậy sư phụ? Mày làm tao sợ quá. Sư phụ sợ gì? Ma. Trời ơi, thầy bói mà sợ ma. Mày cứ bật cái nhạc mà nó mênh mang thế làm sao mà tao không sợ được. Trời, sư phụ biết không? Con đang luyện bí kíp lấy vợ giàu. Con phải để cái nhạc Ngọc Hạ vậy nó phiêu phiêu con mới mau nhạc. Sao mày không bật nhạc Bằng Kiều cho nó êm đềm? Vậy hả sư phụ? Vậy để mang để Bằng Kiều. Cái gì vậy sư phụ? Nhạc tắt rồi mà sư phụ bị tẩu hỏa nhập ma hả? Không phải, cái này phone. Trời đất ơi, phone giờ nó làm rung quá. Alo. Vâng, tôi Thất Cầm tiên sinh đây. Bà muốn xem bói hả? Xem bói thì bà đợi tí đi. Đợi tí nha. Gì vậy sư phụ? Sao không trả lời con bả? Mình phải làm thế để cho người ta tưởng là mình bận. Chứ còn mà mình trả lời ngay thì nó lại bảo là mình không có việc gì. Đấy, thầy bói giờ toàn thế thôi. Ồ, cao siêu, cao siêu. Bây giờ mình cứ tâm sự và hai thầy trò mình tâm sự một lúc nữa là mình mới trả lời. Mày hôm nay mày nấu cái gì cho tao ăn? À, bún mắm nha sư phụ. Thôi bún mắm mày nấu toàn là mắm không có bún gì cả. Vậy bánh canh đi. Bánh canh thì lại toàn canh không có bánh. Trời ơi, sao hầu hạ sư phụ khó quá à. Thôi mày nấu lại bún mắm đi. Trời, tâm hơi vậy hả? Sư phụ ơi sư phụ, con thấy lâu lắm rồi mấy sư phụ bắt phone trả lời bả liền đi không ơi, bắt cúp phone á. Lâu chưa? Lâu lắm rồi. Không tốn mớ tiền nữa nha. Alo. Vâng, tôi đây từ nãy giờ xem cho mấy trăm khách làm sao mà có thời gian mà nói chuyện với bà. Bà cứ phải từ từ. Bà muốn xem bói bà phải xếp hàng trước 3 tháng. Quen biết thì cũng phải 3 tuần. Bà vội lắm à, thế bà tới luôn đi. Hả? Tới luôn này trả thêm tiền cũng được. Bye. Sư phụ, hồi sáng giờ cái văn phòng mình nha, con ruồi nó bay ngang qua con còn không thấy nữa. Đâu mà có mấy trăm khách thì sư phụ. Mày rốt nó vừa thôi, chẳng nghe tao khai với bà là mình ế thiêu ế chảy ra à. Mày như thế bảo làm sao mà học mãi không tốt nghiệp được. Sư phụ nhắc con mới nhớ nha. Theo sư phụ 2 năm trời rồi mà con không thấy tiến bộ gì hết á. Nhiều khi không biết là tại con ngu, tại sư phụ dở nữa. Tại mày ngu á. Tao học có 3 tháng là tao ra Hồ Gươm tao xem bói cho khách rồi. Con nghĩ không phải tại con ngu đâu, mà tại con không có xạo được như sư phụ á. Trời ơi, sư phụ xạo thấy bà cố luôn. Xạo mà còn hơn cái chữ xạo nữa. Mới tuần rồi đó, cái bà đó tôi nói cái mặt bà ác như một phù thủy vậy đó. Mà bước vô đây sư phụ nói trời ơi, chị nhìn thánh thiện hiền lành giống buồn quá. Mày rốt lắm. Bà biết là bà ác? Không hề biết. Chỉ có tao, mày, thiên hạ nhìn bà thì mới biết là bà ác thôi. Còn một mình bà là bà tưởng bà hiền. Mình phải oánh trúng tâm lý như thế mình mới lấy được tiền của người ta. Cao siêu, cao siêu. Bài thứ nhất là phải xạo. Để con viết xuống. Xem bói là phải xạo. Xạo hả sư phụ? Mà người ta ấy cứ nói là nghề bói là không mất vốn. Mở cái gì cũng phải mất vốn. Nào là quán ăn hoàng phở, rồi nhà hàng, rồi quán bún riêu, cái gì cũng phải mất vốn. Mà chỉ có thầy bói là không mất vốn. Đấy. Con biết cái nghề này không có cần vốn, bởi vì con mới vô đây con học sư phụ nè. Nhầm. Mày lầm hoàn toàn. Sao vậy? Thiên hạ lầm hết. Nghề bói phải có vốn, và vốn là cái mồm của mình. Cái mồm là cái gì sư phụ? Cái nào to nhất trên mặt mày là cái mồm. Cái này người ta gọi là cái miệng mà sư phụ. Tao bắt tao gọi mồm được không? Ông bà mình nói là cái lưỡi hỏng xương nhiều đường lắc léo, cái miệng hỏng dành nói láo tứ tung. Cái miệng của sư phụ có dành quá mà sao sư phụ nói láo dữ vậy? Nói láo thì nó hơi quá. Mình đây là mình bảo là nịnh. Đấy, làm sao mà xem bói là phải nịnh. Nịnh hả sư phụ? Nịnh để con viết vô liền. Nhưng mà sao có cái trường hợp con không thấy sư phụ nịnh ta? Trường hợp nào? Đó, mới 3 ngày trước có cái ông đại gia, ông bước vô đây, sư phụ nhìn sư phụ phán ông liền. 3 năm nữa ông tán gia bại sản. Cái đấy lại là đi trường hợp khác. Cái đấy là mình phải dọa đấy. Xem bói là phải biết dọa. Tao đoán ông là 3 năm nữa ông tán ra bại sản đấy, cho ông sợ mình luôn. Nhưng mà rủ cái 3 năm nữa ông không tán ra bại sản, ông tới ông chửi sư phụ rồi sao? Mày rốt nó vừa vừa thôi. 3 năm nữa mà ông không tán ra bại sản, ông mừng chết mẹ rồi, còn đến đây mà chửi mình làm gì đấy. Rồi nếu mà ông có quay lại thì mình lại có kế khác, mình lại bẻ sang kiểu khác ngay. Bẻ sao sư phụ? Mình bẻ sang là đức năng thắng số. Đấy, là... cao siêu, con viết xuống liền. Đức năng thắng số là mình nói là ông ấy sống có đức, ông ấy vượt qua được cái vận hạn của ông. Đấy, thấy hay không? Rồi rồi để nè, xạo, nịnh, dọa, cho mày chết luôn. Đức năng thắng số. Mày cứ ghi chép từ đấy đến giờ. Mày học mà không có hành không khá rồi đâu con ạ. Vậy chừng nào sư phụ cho con hành? Tí nữa cái bà mà khách bà tao hẹn á, bà tới, mày nấp ở trong kia mày xem, tao xem cho bà thật kỹ rồi cứ thế mà bắt chước y chang là được. Rồi. Sư phụ để con hành cho. Rồi bây giờ tao đi vào đây. Ủa sao sư phụ không ở đây tiếp bà luôn, sư phụ vô làm gì? Bây giờ tao vào trong kia rồi tí nữa bà đến, mày phải mời tao ra thật là long trọng thì nó mới hoành tráng, hiểu không? Cao siêu, cao siêu. Phải cầm quạt đàng hoàng. Vô 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 đi sư phụ. Quạt này hỏng hoài hiện á. Giật cả mình, lúc mà nó muốn xòe thì nó không xòe. Công nhận nó tìm được ông thầy tao đó, ngưỡng mộ hết sức, ông quá cao siêu luôn. Sư phụ vô trọng đi, để ngoài này con luyện công tiếp coi. Dạ em xin lỗi, tại dĩa copy nên nó hơi bị nhảy. Cái gì vậy trời? Dạ. Thời buổi này nghe đĩa copy tự nhiên vô coi bói mà nó á tôi dữ dội vậy trời. Phải tất cầm tiên sinh đây không? Dạ không, tôi là Lục Chỉ Cầm Ma. Chắc bà là cái bà khách nãy mới gọi hẹn thầy Thất Cầm phải không? Thầy Lục đấy hả? Dạ. Nó gặp thầy Thất đi thầy Lục. Dạ. Bà hên lắm, hôm nay có thầy Thất Cầm ở nhà, đang cùng với là bác AK luyện cũ âm chân kinh. Trời đất ơi, cái gì mà Lục Thất Bác Cũ vậy trời? Đủ nguyên cái sảnh 6, 7, 8, 9. Định chặt tôi hả? Chặt không được đâu nha, xin lỗi, bên đây ba đôi thông đó. Nhìn bả là biết bả thông rồi. Trời ơi, 7 sắc cầu vồng trên người có đầy đủ hết. Cây này không phải thông thường nha, nguyên cây thông Noel di động á. Dạ mời thông ngồi. Có thích khách. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Tôi có giết ai đâu mà kêu tôi thích khách trời. Xin lỗi, có khách viên. Ông chết hả? Bà bận mà màu sắc quá tôi bấn loạn. Xin lỗi, dạ xin lỗi. Có khách đến, Thất Cầm tiên sinh Gia Lam. Cái gì nữa vậy trời? Tự nhiên vô cái bói cái chảm tôi là sao trời? Dạ xin lỗi, để lộn nhạc. Dạ xin mời bà ngồi. Thầy xin mời thầy Thất Cầm ngồi. Xin lỗi bà với là thầy Thất Cầm dùng chi không mà? Đi trà đá vậy là 2 cái ống hút nha. Dạ chị nha, cái này nó có duyên thật đấy, bấm lộn nhạc hoài à. Bà tới coi bói bây giờ công danh sự nghiệp tình duyên gia đạo bà muốn coi cái gì ạ? Trời ơi, công danh sự nghiệp khỏi coi, bị chồng tôi là đại gia mà, cho nên tôi đi coi bói hoài à. Tiền coi bói với tôi không thành vấn đề, lấy bao nhiêu thì bi. Nhưng mà nói về gia đạo đó thầy, nhắc đến gia đạo cái tự nhiên tôi thấy tôi khổ quá thầy à. Khổ. Cái này khổ mà có eco này là khổ lắm. Tôi nhìn thoáng cái là tôi biết bà khổ rồi. Dạ, sao vậy thầy? Bởi vì bà đẹp quá. Lâu lắm rồi mới nghe câu này đó. Tôi đẹp hả thầy? Bà đẹp quá. Sách có câu là hồng nhan đa chuân. Trời ơi. Bà biết ông Nguyễn Du không? Nguyễn Du là thằng nào thầy? Nguyễn Du á, mà cái ông mà viết Truyện Kiều đó. Ông viết cái gì vậy thầy? Ông viết là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Trời mà còn phải đánh ghen với bà cơ mà. Vậy hả thầy? Ừ. Bởi vì má bà hồng quá đấy. Dạ, là đẹp đó phải không thầy? Bà đẹp, bà ngước mặt lên tôi xem nào. Ui dồi ôi. Này, chồng bà có ý kiến gì mỗi lần bà làm này không? Trời ơi, mỗi lần là tôi làm vậy, ông ngắm tôi 30 giây, ông nói có một câu à. Nói làm sao? Dở hơi. Chồng bà người Bắc phải không? Dạ đúng rồi thầy. Người Bắc người ta thâm thúy lắm. Dạ. Bà biết người Bắc người ta gọi dở hơi là gì không? Dở hơi là gì thầy? Dở hơi là... tiên ở trên trời á. Trời đất ơi, ta nói đi coi bói cả trăm ông thầy mà không có ông thầy nào biết em là cốt tiên hết trơn trời. Bây giờ em mới biết em là tiên á chứ. Bà mà tiên là không phải là tiên thường á. Vậy á thầy? Bà kiếp trước á, bà đánh rơi chánh ngọc ở trên thiên đình. Trời đất ơi. Bà mới bị đầy xuống, bà là tiên mắc đọa. Trời đất ơi. Chắc em không phải bể em kén đâu. Em bể cả chục, ổng mới đài em xuống đó. Bị gì em đẹp quá mà tao đâu có nỡ đài em xuống đây làm gì. Tôi biết mà, tôi biết cốt tư cướp tiên à. Bởi vậy ở nhà em mơ mơ màng màng. Lâu lâu chồng em nó lôi ra đánh cho em tỉnh. Mẹ em có tỉnh. Trời ơi, em biết anh cốt tiên mà sao em tỉnh được. Nhất định em không tỉnh. Chồng bà là người trần mắt thịt mà không dạ. Nó oánh là đúng. Bởi vậy tôi nói trời ơi, em biết em là tiên rồi nha. Mà ngộ ghê đó. Vợ mình đẹp như tiên vậy á, mà chồng em không bao giờ khen em. Ngày xưa còn là bồ bịch á, còn là tình nhân của nhau, còn là người tình, nó khen em hoài à. Nói em tiên, vớt được em về lấy nhau rồi ra, không bao giờ khen em đẹp hết trơn á trời. Bà cũng đừng có buồn về chuyện đấy. Đàn ông trên đời này chả có ai là khen vợ mình đẹp cả. Chỉ có khen vợ hàng xóm thôi. Mà khen vợ hàng xóm đẹp á, nó về nó im đi. Trời ơi, về nó gặp em nó còn nhìn nó còn nói nữa chứ. Nói sao? Nói trời, vợ mình nhan sắc tàn phai, trong khi vợ người nhan sắc mỗi ngày thêm tươi. Buồn không thầy? Tôi thấy tôi buồn lắm. Vậy mà em không có buồn à, thế... Em chặt ổng liền, em nói nè. Nói ra mà không thấy mắc cười hả? Vợ mình xấu nết xấu người là do ta. Làm chồng mà hiểu biết sâu xa thì vợ mình còn đẹp gấp 3 vợ người. Gấp 10 lần đấy chứ. Thì bởi vậy em nói xong chồng em nín im ra. Em giật tờ giấy đi đăng ký thi hoa hậu luôn. Thi hoa hậu luôn? Trời ơi, thi hoa hậu luôn à? Bà kể thi hoa hậu làm sao? Như nào? Trời ơi mà thầy biết sao không thầy? Làm như là người ta sợ em đậu hoa hậu, người ta ganh ghét. Nó đâm chọt sao mà em rớt ngoài vòng sơ tuyển luôn đó thầy. Tiên mà rớt được thì không nguyên thì như thế là không được. Danh tị em đó. À, cái này là người phàm người ta danh tị với tiên. Sợ em đậu hoa hậu á thầy. Bà này chắc là tiên chân ngắn. Cậu ra biểu cậu. Ủa cậu nói vậy là sao? Chân ngắn chân dài là sao cậu? Cậu không nghe dân gian ta có câu hay quá mà. Câu gì? Cao sang lùng quý phái. Xin lỗi cậu nha, lùng lùng mà phụ tùng đầy đủ. Tôi nghĩ sao trời? Thằng này là thằng nào vậy thầy? Nãy giờ không có giới thiệu với bà. Ông là Lục Chỉ Cầm Ma. Là đồng nghiệp với tôi. Mỗi ngày cứ 2-3 ngàn người đến coi, đâm ra phải chia nhau ra. À, nói vậy đây là thầy ma đấy ha thầy ma. Lục Chỉ Cầm Ma. Dạ, trời ơi, nhìn cái mặt thầy ma quyền bí quá. Thích thầy ở nhà. Tôi thích cái bói lắm. Vài bữa tôi ghé tôi coi thăm thầy nha. Thôi khỏi vài bữa, để thầy coi cho bà luôn hôm nay. Dạ. Bà đi thi hoa hậu vài lần nữa đi. Dạ. Thế nào bà cũng giật được giải à. Giải gì vậy thầy? Hoa hậu can đảm. Ủa vậy là nó khen hay chê trời? Thôi mà kệ đó, miễn sao á, tôi đi thi hoa hậu tôi phải giật giải thôi. Chồng tôi tài trợ mà nó phải cho tôi giải chứ. Đúng rồi, chồng bà tài trợ là bà kiểu gì bà chẳng có giải. Dạ thưa bà cho biết quý danh. Dạ Nguyễn Thị Út. Ôi sao lại tên là Út nhỉ? Trời ai biết đâu trời. Ngày xưa ba má dưới quê đặt sao để vậy à. Bị cày ruộng đâu biết đặt tên gì cho đẹp tôi thầy. Không được. Tên là Út bà là Tiên Giáng Trần. Cái tên đúng nhất của bà phải là Giáng Tiên mới đúng. Ôi trời ơi tôi thích cái tên Giáng Tiên quá đi à. Tôi nghĩ bà này phải đổi là Tóc Tiên mới phải. Trời ơi, tôi thích cô ca sĩ đó lắm nha. Cô sĩ cao mà đẹp lắm á. Đúng rồi bà Tiên, Tóc Tiên bà biết làm sao? Dạ sao thầy? Bởi vì cái chân bà dài như là tay Tóc Tiên. Kệ nó, miễn sao giống Tóc Tiên là tôi vui rồi. Tôi thích rồi nha. Thích chưa? Thích lắm. Thích hẳn chưa? Thích thì đặt tiền quẻ đi. Nhiêu thầy? Bình thường thì là 600. Nhưng mà hôm nay bà bởi vì bà vội á, đâm ra là lấy 100. Cái gì vậy trời? Đại gia mà lấy xúc phạm tôi vậy trời. Lấy người ta 600 phải lấy tôi 1 triệu, chứ lấy có 100 tôi giận á. 600 là 600 nghìn, còn 100 là 100 đô là 2,2 triệu đấy bà. Ủa vậy là 2,2 triệu á hả? Tiền đô hả thầy? Tôi lên đồng á, các thánh về có nói là mày phải lấy tiền đô chứ lấy tiền Việt nó xuống giá hết. Tôi là cứ phải nghe theo lời thánh chứ biết làm sao. Vậy hả thầy? Đô la Mỹ hả thầy? Chả đô la Mỹ thì đô la Singapore hả má? Trời ơi. Nói từ nãy giờ cứ hỏi đi hỏi lại bực hết cả mình. Tôi thích thầy thì dễ sợ. Tôi thích thầy nào mà chửi tôi là tôi thích à. Thầy cho dữ dễ sợ luôn nha. Làm người ta không giữ được mình nữa. Nè, 100 tiền coi nè. Bo bà thêm 10 đồng nữa đó. Vậy thích dễ sợ luôn vậy đó nha. Khỏi soi. Trời ơi, tôi ghét ai soi tiền. Tôi thử tiền thiệt tiền giả ghê nha. Cái nào tôi không dám bao, chứ tiền tôi bao. Trên người tôi gì cũng giả, nhưng riêng tiền là thiệt. Thôi tôi đi nha. Ok hả? Chưa xem cơ mà. Xem gì trời ơi. Đi coi bói coi ai nói tôi tiên đâu. Tự nhiên giờ có người nói tôi tiên, tôi thích gần chết. Tôi coi chi nữa cho nó mệt. Giờ em tới em biết em là cốt tiên là em vui rồi. Trời ơi tôi là tiên đó nha. Thôi, tôi thăng đây. Bà Tiên, bà Tiên. Hả? Bà thăng lộn bên rồi. Bên này bên gì vậy? Dạ, hướng đó đi toilet. Đấy vậy? Trời quỷ sứ. Tiên mà không chịu báo tiên sớm, vô toilet mất phong thủy của tiên sao? Mặt giống quỷ ghê vậy, không chịu báo mà chứ. Trời đất ơi, để tiên thăng nha. Trời thích quá. Cút tiên rồi. Trời ơi. Em thích. Bà nói ai quỷ ma bà? Trời ơi, bà nghĩ bà là ai? Rau răm mà tưởng vàng lá. Cục đá mà bà tưởng bà là kim cương. Cốc nhái ở nương mà bà tưởng bà là mị nương chân dài chứ. Trời ơi. Tôi nói thiệt á, sâu mà bà tự tin phát ớn á sư phụ ha. Mày không nghe người ta nói à? Nói gì sư phụ? Không có người phụ nữ nào biết là mình xấu hết. Đúng rồi. Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ rất xấu, đó là con mẹ. Trời ơi, mà con phải nể phục sư phụ nha. Bả như vậy mà sư phụ dám nói bả là tiên mới ghê chứ. Mày biết không, từ nãy đến giờ tao xem cho bà mà tao cứ ói mấy lần đấy. Con có thấy đóng nào đâu. Tao phải nuốt ngược lại nữa. Trời ơi sư phụ quá cao siêu. Cao siêu. Nhưng mà sư phụ, cái tài ăn nói của sư phụ thì số 1. Thế thì thầy bói mà, là phải có tài ăn nói thôi. Ô nhưng mà con nghĩ tưởng đâu là MC mới cái cần cái tài ăn nói chứ. MC thì nói cái gì? Mày không thấy từ nãy đến giờ hai người MC cứ phải xuống cho tiền khán giả kia à? Mình làm sao mà nói qua nói lại, tiền đang trong túi người ta mà lại bay vào trong túi mình. Đấy, khán giả phải xếp hàng cho mình tiền đấy mới gọi là ăn nói. Hiểu không? Sư phụ cao siêu. Cao siêu. Ủa, tao mệt quá rồi, từ nãy đến giờ tao phải uống vào uống sâm thôi. Tiếp mệt. Bà này mệt quá à, sư phụ hả? Vậy vậy mệt vô nằm xuôi tay nhắm mắt đi sư phụ. Mày bị điên à? Ý con nói là sư phụ vô nằm nghỉ ngơi đi. Vô nghỉ ngơi đi sư phụ. Để ngoài này con lo cho. Giờ con cũng nghỉ giải lao, chứ con cũng bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cho chút xíu nhạc để nghỉ ngơi coi. hộ quá sang luôn, mướn người mẫu về trình diễn thời trang. Không phải mẫu mà là má của mẫu. Má đứng lên chứ không cho má gục ngã đó luôn đó nha. Trời ơi, bà ơi là bà, cái chỗ linh thiêng của người ta vậy mà bà lạng qua lạng lại, bà tưởng đây là vũ trường hả? Bà vô đây làm gì? Đi coi boy. Sao giọng bà tuốt trên đỉnh núi còn giọng bà lòn xuống thung lũng vậy trời? Bà coi bói, tìm đúng chỗ rồi. Thầy, cho con gặp Thất Cầm tiên sinh đi thầy. À, mời bà ngồi. Dạ, mời bà ngồi. Dạ. Thất Cầm tiên sinh phải không? Dạ. Bà chờ một chút đi, kêu ông ra liền. Thầy ơi thầy, Thất Cầm tiên sinh đâu thầy? Thất Cầm tiên sinh chính là tại hạ đi đó hả? Hả? Khoác thêm cái áo mà thành Thất Cầm tiên sinh hả? Chính trời ơi, thầy sao thầy giống người hai mặt quá à. Mới đó cũng là thằng đó, rồi giờ mặc cái áo vô thành Thất Cầm rồi. Nghe danh tiếng thầy lâu lắm rồi, hôm nay thầy coi cho con đi thầy. Bà may mắn lắm á, hên lắm hôm nay bà mới có duyên gặp thầy đó nha. Dạ. Cả năm nay ông Tổng thống Mỹ Obama ông bao thầy nguyên năm, bế quan luyện công chủ yếu là coi coi ông có tái đắc cử nhiệm kỳ tới không. Vừa xuất quan tối hôm qua là hôm nay bà gặp được thầy rồi, bà thấy không? Dạ. Bà phước đức lắm. Bây giờ tình duyên gia đạo, công danh sự nghiệp lên xuống ngang dọc, bà muốn thầy coi chỗ nào? Con khổ quá thầy ơi. Có cái chữ khổ nghe quen quen, bà cho chút xíu echo nữa coi. Khổ 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 khổ. Trúng tủ. Bà khổ là đúng rồi. Sách có câu hồng nhan đa trung. Bà xuất thân con nhà trăm anh thế phiệt, lá ngọc cành vàng là bà phải khổ thôi. Bà biết Nguyễn Du không? Làm sao mà bà biết được? Nguyễn Du là cái ông mà có cái câu trời xanh quen thổi má hồng đánh ghen. Bà thấy không? Trời mà còn phải ghen với bà, tại bà đẹp quá. Tôi nói đúng quá bà cười phải không? Con khóc đó thầy. Trầm anh thế vì cái con mẹ con á, ba đời của con là đi bán cá đó thầy. Bán cá sao bà bận đồ lộng lẫy vậy? Bán cá thì ăn mặc bình thường, mà khi ra đường thì phải mặc đồ minh tuyết. Giống không thầy? Giống. Dạ. Dạ. Bà bán cá. Không tin thì ngửi đi, mặc đồ đẹp gì với tanh rình là ngửi tanh lắm. Thầy biết. Dạ. Thầy biết, nhìn là thầy biết rồi. Bà bán cá, nhưng mà bà có phước đức, gia đình tu dưỡng, làm việc thiện dữ lắm, cho nên bà không phải bán cá thường. Bà bán cá mập phải không? Cá lòng tông. Sao tôi hố dữ vậy ta? Bà bán cá lòng tông. Bà tuổi gì? Tuổi Thìn. Chồng bà tuổi gì? Khỉ hả? Tuổi Rắn. Rắn mà sao bà khè như khỉ vậy? Rắn nó cũng có nọc độc, nó cũng phun. Rắn là Tỵ. Thìn, Tỵ, Kỵ Long Dương. Nước ngập đầy đường, chết ráo chàng hiu. Mà đó, phước đức dữ lắm mới được bán cá lòng tông nha. Bà mà bán chàng hiu là hai vợ chồng bà chết rồi đó. Bà biết sao không? Trong tự nhiên nó nói nè, cái này gọi là đức năng thắng số. Là nhờ bà có cái quý tướng đó. Con đâu có quý tướng đâu thầy. Tại nhờ chồng con ngày nào nó cũng đánh con hoài mà riết lòi cái quý ra đó thầy. Ủa sao nó đánh bà? Con kể thầy nghe, con đâu có làm gì đâu. Mỗi ngày con đi bán cá đúng không? À. Bán cá dư chút tiền lời. À. Con lấy tiền lời đó, con chơi số đề với cờ bạc. Vậy mà nó quánh con hả thầy? Thằng mắt dài. Có vậy thôi mà đánh bà hả? Dạ. Đánh bà là đúng rồi. Sao thầy? Trời ơi, chồng bà là người trần mắt thịt, làm sao mà có cái huệ nhãn như thầy. Nhìn mà biết được cái giá trị của bà. Bà biết không? Đó, bà thử đi vòng cho thầy coi coi. Được rồi, đủ rồi, đừng lạng nữa. Thầy chóng mặt lắm. Đủ rồi. Dạ. Nhiêu đó là thầy đủ coi rồi. Dạ. Cho bà biết Cái cốt của bà đó nha, tiền kiếp phải là tiên ở trên trời đó. Bà đó, bà biết tiên không? Tiên là quy tụ tất cả những cái gì đẹp nhất trên con người của bà. Bà thấy không? Cái dáng của bà là cái dáng Như Loan. Cái mặt của bà là mặt Như Quỳnh. Toàn thân của bà như quỷ phải không thầy? Không, như tiên. Bà là tiên mà. Tôi nói cho bà nghe, bà bị làm rơi cái chén ngọc, Ngọc Hoàng mới phạt bà xuống dưới đây. Người như bà người ta gọi là tiên mắt đọa đó. Cái gì vậy trời? Trời ai cũng là tiên hết trơn vậy trời. Tôi tưởng không mình tôi tiên ta chứ. Ồ, sao bà chưa về, bà vô đây làm gì? Tôi quay lại tôi lấy điện thoại tôi quên. Ủa bà la gì bà? Là tiên chứ lại. Ủa bà là tiên đó hả? Ừ. Bà lại đây. Cái gì? Trời ơi bà là tiên, tôi cũng là tiên nè. Vậy mà nhìn kỹ hai tụi mình như hai con mẹ điên vậy đó. Có mình bà điên thôi chứ làm sao mà tôi điên được. Trời bà nghĩ sao đi trời. Tôi trên trời á, tôi bị đập bể cái chén ngọc, còn cho tôi bị đài xuống đây nè. Trời ơi, trời làm gì sẵn chén ngọc cho bà đập vậy? Trên trời giờ ta xài chén ni lông không à. Tụi mình mà bị đài xuống đây là vì sao biết không? Sao? Chân ngắn quá, Ngọc Hoàng thấy không đủ tiêu chuẩn đài xuống. Trời cái gì vậy trời? Trời cái bà đây là bà nào vậy trời? Tôi mà đập bể chén bà này chắc bà đập nguyên tủ chén quá trời. Thầy coi cái bả là cốt gì vậy thầy? Chứ tôi không có chịu bả là cốt tiên đâu nha. Để thầy coi. Thầy coi đi thầy. Bà xích lại đây, thầy nói nhỏ cho bà nghe. Cái gì vậy trời? Có ba đứa, hai đứa nó nhỏ rồi, đứa làm cái gì đây? Bà ngước mặt lên cho thầy coi coi. Trời ơi, ta nói trên khuôn mặt của bà nha, cái miệng là cung con, cái lỗ tai là cung phu, cái mũi nhọn quắt là cung tên. Thầy có tin là tôi lấy nguyên cái cung tên rồi tôi bắn thầy lòi con mắt thầy ra không thầy? Bà nói con mắt thầy để ý thầy mới biết. Trời ơi, con mắt bà hơi nhỏ. Cắt 4 lần còn nhỏ nữa hả? Không cắt nữa đâu à nha. Sao vậy? Bữa hôm đi cắt mắt lần cuối cùng đó, vô dặn ông bác sĩ cắt mắt cho con đi bác sĩ. Rồi tôi nhắm mắt tôi ngủ quên, ngủ dậy ông cắt lộn cái dây thanh quản, tắt tiếng luôn tới giờ nè bà. Nói ra hơi luôn đó. Nổi điên không? Bà không có cần cắt gì nữa hết. Cái con mắt của bà nhỏ đó là cái cung mệnh của bà. Nhỏ là tại bà khóc chồng nhiều quá phải không? Bà thấy chưa? Bà thấy chưa? Thầy nói đúng tâm lý là bà khóc liền. Con cười đó thầy. Sao bà khóc cười vậy, có một giọng vậy? Khóc cười như nhau á thầy. Khóc là thằng chồng con khóc á. Sao vậy? Còn con là con mắc cười, con đâu có khóc bao giờ đâu. Hôm nay con vô đây con coi á, là thầy coi cho con có đổi nghề được không? Chứ nào giờ cứ đi bán cá hoài, không có đủ tiền chơi cờ bạc. Vậy thôi. Nói vậy là bà muốn coi đường cộng sự nghiệp đó phải không? Đúng rồi. Bà muốn đổi nghề gì? Đánh ghen mướn. Cái gì vậy trời ơi? Tự nhiên bà muốn làm chị hai giang hồ, đâm thuê chém mướn. Tôi nói cho anh nghe, tôi làm coi nghề đó đó, nhìn con dao tôi sợ lắm. Dạ. Chắc làm cái chuyện gì nhỏ nhỏ hơn thôi. Nhỏ nhỏ là chuyện gì chị? Tạt axit. À, cái gì vậy trời? Cái gì vậy trời? Tôi chưa tạt mà sao mọi người tàn hình hết trơn vậy trời? Đâu rồi? Dạ. Lại đây coi. Dạ em đây nè sư tỷ. Ừ. Trời ơi, hồi nãy vừa bước vô em nhìn cái tướng sư tỷ là em biết tướng chị hai giang hồ rồi. Bà biết không, cái tướng này trong tử vi nó nói nha, là trước sau vậy cũng làm trùm thiên hạ. Chị hai ơi, chị hai chọn đúng nghề rồi đó chị hai. Bây giờ mấy chị hai đặt tiền quẻ đi em coi coi chừng nào chị hai ở tù. Em bị liệu. Em muốn nói là coi coi chừng nào chị hai lên làm thống lãnh võ lâm. Trời ơi chị hai ơi, coi kìa đỡ nè nè, bà thấy không, tao nói cái bàn tay này mà cầm ca axit tạt một cái nha, cái bàn tay nó đẹp làm sao thơm phức mùi axit à. Tạt rồi cái gãy răng giờ vô coi bói gì mà coi dở như quỷ á. Nãy giờ coi em thấy coi toàn lo lịnh không à, vậy mà nghe danh tiếng là cái tên Thất Cầm Tiên Sinh. Gì vậy trời? Bà vô bà coi mà bà không biết ai thất cầm ai là lục chỉ hết trơn á hả? Ông này nó phải thất cầm tiên sinh, này là lục chỉ cầm ma. Trời ơi, lục chỉ cầm ma hả? Nghe cái tiếng xong là giọng thanh luôn nè. Tôi là đồng nghiệp của ông thất cầm tiên sinh đó. Bởi vậy đồng nghiệp cho nên coi giống nhau dễ sợ luôn vậy à. Tốt nghiệp cùng trường mà. Nghĩ sao mà ông ai vô đây mấy ông cũng nói là tiên hết trơn á. Tôi mượn con mình tôi tiên thôi chứ. Giận dễ sợ vậy. Kêu ông thất cầm tiên sinh ra trả tiền cho tôi đi. Ổng mà không trả tôi mướn cái chị nó đánh ổng à. Ủa chị, lúc nãy chị coi chị trả cho ổng nhiêu tiền vậy? $101. $101 hả? Trời, sao nhiều dữ vậy chị? Chị mướn em đi, em đánh trả em lấy chị 50.000 thôi. Mà trả mà không trả tiền cho chị nha, em tạt nguyên một thao axit đảm bảo má chả nhìn ổng ra luôn. Sư phụ ơi, lẹ ra cứu con sư phụ ơi. Sư phụ bể tà lè rồi sư phụ ơi, rẻ lá đấy. Trời ơi, mày làm gì mà mày cuốn cà khê lên hả? Trời, sư phụ ơi, cái chiều sư phụ dạy con trời con làm y chang giống vậy đó. Cái bà áo xanh thì bà bước ra con phán bà liền là cốt tiên. Không ngờ mẹ điên áo vàng hoành trở lại. Bà nghe hết câu chuyện, bà biết là thầy trò mình nịnh để lấy tiền bà. Giờ bà đòi tiền lại đó sư phụ, trả bà đi sư phụ. Mày không làm được cái gì cả, làm tùm lum tùm la để ta giải quyết. Giải quyết sư phụ. Chị Tiên, chị Tiên ra chị không bay đi mà chị cứ là dưới đất làm gì? Là gì là? Nghĩ sao vậy trời? Nói người ta là tiên và ai cũng là tiên trơn. Trời, tôi giận quá, trả tiền lại cho tôi đi. No refund chị ạ. No refund là gì? Là miễn trả lại. Ông tin không? Tôi mướn chị này đánh ông cái ông rì thai tại chỗ khỏi lãnh lương già luôn không? Sư phụ ơi, sư phụ ơi, trả tiền bả đi sư phụ. Cái bà kia là chị hai giang hồ đó, bà lấy axit bà tạt là hai thầy trò mình nhan sắc thành phai luôn đó sư phụ. Nè, tạt axit của tôi không phải tạt tầm thường nữa nha, tạt phải có từng bước một. Đưa cái mặt ra coi. Bước đầu tiên nghe hàm răng ra. Giả cái mặt ông 4 chiều cho gãy hết cái hàm răng ra. Sau đó tôi nhặt từng cái răng, tôi xỏ dây chuyền, tôi tặng cho thân chủ đeo chơi. Sau đó tôi mới tạt axit, hiểu chưa? À, tôi không đeo đâu. Sư phụ ơi, sư phụ xấu sẵn rồi, có bị tạt axit nữa cũng không sao. Còn con đẹp trai quá mà. Con bị tạt axit sao con lấy vợ sư phụ? Hy sinh đi, trả tiền lại đi sư phụ, trả đi sư phụ. Tao lại ói ra tao nuốt vào bây giờ đấy. Trả đi sư phụ. Hey, bà. Gì? Bà nói tôi là tôi nịnh bà để tôi lấy tiền bà hả? Cũng bà không à. Bà mà không ưa nịnh làm sao mà tôi nịnh được bà? Nhà bà có gương không? Sao bà không soi kỹ cái mặt bà đi? Bà phải soi từ trên xuống dưới trông kìa. Úi dồi ôi, mặt mũi trông chả giống ai cả, đầu tóc cũng úi dồi. Quần áo thì 7 màu khiếp không kìa. Mà người ta vừa mới hô mình là tiên một cái sướng rú lên là nhảy tanh tách xong rồi thăng lên thăng xuống. Bà mất cho tôi có hơn 100 đô mà tôi làm cho bà hạnh phúc, bà vui vẻ. Bà còn muốn gì nữa? Bà còn muốn gì nữa? Nãy sư phụ tôi nói ổng là ổng khen bà, ổng cũng ngượng miệng lắm chứ bộ. Ổng ôi rồi ổng nuốt vô, ôi rồi ổng nuốt vô. Đúng không sư phụ? Trưa nay ta không ăn cơm được đây này. Đó, bà hại sư phụ tôi, bà thấy chưa? Cũng tại bà không á. Chị, cứu em chị. Cứu em. Cũng bà không à. Đi vô coi bói người ta mới khen mình là tiên nó xuống răng người lên à. Bà học tôi nè. Vừa vô phán tôi là tiên, tôi nói không, tôi là con mẹ điên. Rồi hết nịnh luôn. Sao coi được nữa? Ai cũng giống như chị hai giang hồ này chắc em không bao giờ tốt nghiệp. Mà chắc cái tiệm tao cũng đóng cửa luôn quá. Cái gì vậy trời? Có tiền đi coi bói mà 3-4 người xối xả chửi tôi làm sao trời. Tôi giận dễ sợ. Nghĩ làm tiên 5 phút coi. Giận dễ sợ luôn. Bởi ông bà ta nói đúng lắm. Có tiền thì đem mà cho, chớ có xem bói mà rước lo vào người. Giận thằng trời. À, vẫn chưa tỉnh. ngồi cái ghế phê quá không muốn xuống luôn trời. Are you okay? Handsome boy. Trời đất ơi, xuống tính tiền nào không tiêu, trọng hàng tiếp dữ lắm. Đó, đẹp trai mà dễ thương quá trời luôn. Chú lấy thích khe ổng nha cưng. Đó, ẩm ổng ra luôn, nhỏ này thiệt tình. Trời ơi, mấy khách VIP mà nhiều khi tôi cõng ra luôn đó. Thank you, thank you. Trời ơi, dễ thương quá trời luôn. Tính tiền nghe ra cưng nha. Dạ. Rồi, thank you sir. Trời ơi, móc quá, móc rồi. Trời ơi, tiếp nữa. Thank you. Trời ơi, cái xe ổng em đưa ông ra, mở cửa xe bưng ra luôn, tiệm mình lớn mà. Đưa đây cưng. Quá trời wow. Quá trời wow, cái tiệm nail mới mở đồ sao nó đẹp quá. Mới gì mới đồ. Nó lộng lẫy như một cái bẫy vậy đó trời. Quá trời wow, tôi mừng cho bà quá. Tôi nghe tin cái tiệm nail bà mới làm lại mà khách đông quá trời luôn phải không? Thì đó. Trời ơi, tôi nghe bà qua thăm tôi nha, tôi mừng quá, tôi nhào vô trong nhà, tôi lấy cái bộ đồ bà tặng tôi nè. Hai đứa mặc là y hệt, hai chị em xanh đôi vậy. Làm gì vậy? Tôi thấy tụi mình giống như là 101 con chó đốm à. Ê, mình nó phải chó thường. Mình là chó mà chó kiển á. Chó mà người ta tỉa hai cái đầu y chang. Bây giờ bưng hai đứa mình ra cửa tiệm đứng coi. Đó, sửa coi. Đâu. Dễ thương nha. Dễ thương. Bởi vậy bạn bè thân với nhau đó là được, có một cái là sắm đồ chung. Mặc chung hết trơn mấy chục bà vậy đó được nha. Ủa sao lâu quá không qua thăm tôi bà? Trời ơi, bà không biết chuyện gì hả? Chuyện gì? Mấy tháng nay tôi cái vụ ly dị thằng chồng tôi đó. Qua trời ơi, tôi nói cho bà nghe, lúc mà mới lấy tình yêu á, nó đẹp mà thằng chồng nó quân tử quá trời luôn. Lúc mà vừa ly dị mà cái nó lòi ra cái nhó nhen ích kỷ đàn bà của nó liền luôn à. Tao nói hả, đôi đũa mà nó còn bắt chia đâu mà. Mỗi đứa một chiếc. Bây giờ tôi ăn mà tôi chọt không mà chọt ăn đâu có được đâu. Bởi vì khổ tâm quá trời. Nhưng mà không sao, cái chuyện đó giờ nó đanh rồi. Cái quan trọng là hôm nay tôi đến đây cái tiệm của bà, tôi thấy bà khai trương như vậy tôi mừng cho bà lắm luôn á. Vậy hả? Bây giờ ghế mà 1-2 ghế mình họ làm ăn không được nữa. Bây giờ tôi kể như là bà thấy tôi remodel lại không? 30 ghế luôn. Cái phòng này là phòng VIP thôi, có 3 ghế. Tại vì mình người Việt Nam hay nói tiếng Việt đó, mình ngồi ở đây. Còn mà khách VIP khách xịn nha, tôi đẩy vô trong kia 30 ghế trỏng như là thâm cung bí sử. Tôi thấy là bà mở mà bà lấy cái tên Đai Netty là cái gì vậy? Hoàng cung. Hoàng cung là cung điện, là vô đây hưởng như vua chúa vậy đó. Bởi vì ghế thường là tôi không mua, tôi mua cái ghế nè Contago này nè. Cái ghế này là có 4 bằng phát minh. Trời gì la dữ vậy trời. Có 4 bằng phát minh của Mỹ. Người Việt Nam mình phát minh. Cha nội tôi đè tôi hung hoài. Cha chủ giỏi quá. Được 4 bằng phát minh mà đã vậy sạch sẽ vệ sinh nha. Cái gì bà vô bà massage đây nè ha. Cái máy đó nó phun ra đó massage cho nhiều người. Cái máy đó set 500. Ai cũng massage nửa nhiễm trùng. Còn ở đây nó mỗi lần nó lọc là nó lấy cái bao này lên luôn. Hiểu không? Wow, trời ơi, hay lắm, sạch sẽ. Mà cái này là Contango chết nè, hả bà thấy không? Cái ống này nè là nó dục luôn. Sạch sẽ mà hợp vệ sinh lắm. Trời hay quá bà ơi, mới nhìn tôi tưởng đồ chụp tóc chứ mà không phải. Bà tùm lắm rồi. Quá ra chụp cái gớm. Chụp cái đây nè. Ông công nhận nha. Tôi nói bà nghe. Sao? Tôi là tôi nhất trí với cái vụ này của bà đó. Ở đây là cái khu nhà giàu, mình phải làm cái tiệm cho nó thiệt là sang trọng. Ôi giàu rồi giàu, chứ giàu nó cũng khổ với cái giàu lắm bà ơi. Ủa sao vậy? Kinh tế xuống á, nhà giàu nó không dám làm nail nữa. Còn nhà nghèo nó làm bấy ra bấy bá luôn. Vậy hả? Nhà nghèo không khe. Ủa nhưng mà vậy là ở đây là cái khách của bà là khách Việt hay khách Mỹ? Khách Mỹ. Rồi khách Việt. Nhưng mà nhân viên của tôi á là khoái làm khách Việt hơn. Ủa sao vậy? Bị tiếp nhiều. Người Việt tiếp nhiều hả? Chứ còn gì nữa. Đúng rồi, người Việt là chơi sang dữ lắm Ê, nói nghe nè, nhắc cái vụ người Việt mới nhớ nha. Hôm nay bà có hẹn cho tôi cái ông mà bầu xô đó, mà người Việt mà hay lại đây không? Ông Tâm Nổ phải không? Đúng rồi. Trời ơi, ông mê cái tiệm tôi lắm. Tuần tới cắt da 3-4 lần luôn. Vậy hả? Bây giờ ông cắt thấy nè. Nhìn Tâm Nổ thấy ngon không? Quá ngon luôn. Ủa đúng rồi, đang nguyên. Đúng rồi, cái Thanksgiving năm 2020 là em giữ luôn cho anh 5 ngày nha. Tháng 11 là em có với anh 40 xô đó. Cái gì? Đồ deposit hả? Trời em nghĩ sao vậy? Anh là Tâm Nổ mà trời, làm bộ show uy tín mấy chục năm mà em đòi deposit của anh. Xin lỗi em mà bộ đồ trên người anh thôi là đủ trả em 40 xu. Em hiểu không? Tiền bạc đối với anh là chuyện nhỏ. Ừ, ok rồi, anh có phone. Alo, ca sĩ Minh Tuyết hả cưng? Ừ. Sao? Em nói gì? Cái check anh ký cho em lủng hả? Em lủng thì có. Trời, giờ bạn anh có mấy trăm ngàn mà lủng cái gì mà lủng. Ôi, mà nếu mà có lủng thiệt thì thôi, 2 tháng sau em hát trong show anh trả tiền mặt em luôn. Vậy nha. Anh Tâm, hả? Anh chơi bộ đồ này 2 triệu nổi, cái cổ Fendi, ở trong Burberry, 2 cái nắp túi là LV, tường dọc đó là Gucci. Mà tôi quế nhất là sợi dây nịt của ông nha. Đấy. Sợi dây nịt, tại sao sợi dây là LV mà cái búp là Gucci hay vậy? Hả ông nội? Có tiền mà chị. Có tiền nhiều quá để làm gì, mua 2 sợi về ráp vô sợi còn sợi tặng thằng bạn. Trời ơi, gặp tôi mà như anh là tôi bên là chơi gà ba nà, còn bên kia là tôi chơi một cái gọi là một cái giày gì đó nó khác nhau nữa là chơi tới luôn. Chị ơi đừng có quan tâm đến đồ tôi nữa, bây giờ có tiền quá mình bận vậy để người ta biết mình bầu show uy tín, chị hiểu không? Dạ. Đó, nói nghe mà chị kêu tôi qua đây làm gì? Giới thiệu với anh bà một người. Nói nghe nè, thôi bây giờ đừng có giới thiệu vậy đó, kêu con mỹ nhân Vicky nó ra nó móc khóe tôi liền đi. Mà mỹ nhân phải không? Rồi. Hả? Cái gì vậy? Hả? Đừng nói mỹ nhân sao tự nhiên xuất hiện liền quái nhân vậy trời. Chị nó nghe là tiệm mình là tiệm hoàng cung mà. Cỡ này sao không đưa vô lãnh cung? Làm sao mà dám đưa vô lãnh cung? Tại sao? Trời ơi cái này đại gia mà, đại lãnh cung sao được, phải moi ra chứ. Đại gia gì đây? Đấy, giới thiệu chị. Dạ em xin giới thiệu với anh. Em tên là Hiến. Tên đầy đủ là Nguyễn Thị Dân Hiến. Cái tướng này Dân Hiến có ai ăn không? Nhiều lúc em buồn cha ba mẹ em dễ sợ luôn. Đặt cái tên Dân Hiến cả đời em Dân Hiến không ai thèm ăn, em hận quá trời luôn à. Ê, bà qua Mỹ lâu rồi, đáng lý bà đặt cái tên gì tên Mỹ. Đúng rồi. Để cái tên quê mùa, bà thấy tôi đặt không? Tên gì? Laura. Trời ơi. Cái gì vậy? Đúng là tôi với bà bạn nhau đúng á. Một bà Dân Hiến mà gặp thêm bà Laura nữa thôi người ta chết luôn rồi còn gì nữa. Cặp sóng thần á. Trời ơi, cặp sóng thần một bên Dân Hiến một bên Laura, nghe xong cái mắc nghẹn luôn vậy. Nói nghe nè, mình qua Mỹ lâu rồi, chị làm ơn bỏ thời gian mình đọc nói tiếng Anh cho nó chuẩn công cái lưỡi lên Laura chứ không phải Laura. Trời ơi, Laura. Laura phải cho nhẹ nhẹ thôi. Ai biết nó đọc cho nó quen miệng rồi. Thôi vấn đề cái đó, vấn đề tên tuổi tôi có quan trọng. Quan trọng là giờ nói chuyện với ảnh đi bà, cái vụ show đó. Dạ. Tôi vô lo vụ neo từng cái nghe. Nó nói đi chị. Ok giờ chị muốn gì chị? Anh lại đây, tôi nói chuyện với anh cái. Anh thì anh mới biết tôi thôi. Chứ tôi thì tôi biết anh lâu rồi. Anh là một bồ show rất là nổi tiếng. Tôi đã từng đi coi cái show của anh rồi. Thì coi show nào của tôi? Tôi làm nhiều show lắm. Dạ em cũng không nhớ cái show đó là show nào, nhưng mà em nhớ cái show đó nó ớ quá trời qua đất luôn. Không một người nào đi coi hết. Bữa đó anh đem giấy mời qua nhà em, anh mời em, rồi xong cái năn nỉ em đi. Em tới rạp có 2 vợ chồng với một đứa con ngồi ở trong rạp thôi. Thêm gia đình em ngồi nữa là 10 người đó. Nè, tôi đính chính với chị nha. Gia đình tôi là 4 đời làm show. Từ đời ông cố nội là làm bầu show đám ma, đến ông nội là bầu show đám cưới, đến ba tôi là bầu show lô tô, còn tôi là bầu show ca nhạc xuyên quốc tế. Chỉ làm một show ế một thôi, tại bữa đó ngay July 4 bà con người ta đi bắn pháo bông nên mới ế thôi. Thì tôi biết mà, làm bầu mà lúc này lúc kia chứ. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng là em muốn gặp anh là tại vì anh là cái người rất là kinh nghiệm. Đúng rồi đó. Tôi muốn nhờ anh giúp làm cho tôi một cái show hoa hậu phu nhân. Cái gì? Hoa hậu tổ chức hoa hậu phu nhân. Thời buổi này mà chị còn tổ chức hoa hậu phu nhân là không có ăn đâu chị. Ủa sao nói vậy? Chị nghe đừng có hết hồn. Giờ chị đó, giờ chị cầm tay chai nước sơn này chị quăng qua cửa sổ thôi, thế nào cũng trúng đầu một cô hoa hậu. Bây giờ ra đường là gặp hoa hậu không mà 10 người là 9 người hoa hậu, chỉ có 1 người thường thôi đó. Chị hiểu không? Hiểu. Nghệ sĩ hài mà bây giờ người ta còn là á hậu mà. Chị hiểu không? Hiểu cái này tôi hiểu. Nói nghe nè, bây giờ mấy cái giải hoa hậu là người ta mua hết rồi đó chị hiểu không? Cho nên bây giờ mình đăng ký đồ này nọ, thí sinh nó không có dự thi nữa. Trời ơi, cái gì nó cũng phải có cái cách của nó. Bây giờ tôi theo cách tôi nha, nếu mà kỳ này mình tổ chức thi hoa hậu á mình sẽ treo một cái giải thưởng hoa hậu là được 100.000 Mỹ Kim và một chiếc xe Mercedes 2020. Đảm bảo người ta thi rần rần liền. Ê, người ta gọi tôi là tâm nổ thôi nha, chứ làm ăn là phải uy tín nha. Ủa sao vậy? Yeah. No money but still smell good. Ủa là sao? Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Làm việc là mình chứ phải có uy tín chứ. Chị nghĩ sao bây giờ nó treo giải thưởng 10.000 mà nó còn quịch người ta kìa. Bây giờ khi 100.000 lấy đâu ra đưa giao cho thí sinh là trúng thưởng? Tôi nói cho anh nghe rất là dễ. Tôi sẽ đưa cho anh 100.000 Mỹ Kim tiền mặt. Anh đem giữa sân khấu này, anh đỡ trong cái thùng kính cho tôi. Anh lấy cái xe Mercedes, anh lái ra giữa đây, anh đậu một cái cạch đây một cái. Thì tôi thiệt anh, thí sinh nhìn là mơ mắng liền, thi liền luôn. Trời lớn vậy luôn hả? Trời chơi là chơi tới bến trời. Nhưng mà em nói chị nghe, bây giờ mà một giải thưởng 100.000 đúng không? Bây giờ mình sold out hết vé. Tính luôn tiền bảo trợ. Nhiều khi quyên góp tại chỗ nữa mà chưa gom lại được 100.000, chị lỗ sắc máu luôn. Trời, anh là thiệt á, đầu to mà ốc như quả nho vậy trời ơi. Cái chuyện mà tôi làm thi hoa hậu cái đó là tôi để tiền như vậy, xe như vậy mà cái người đậu giải là tôi. Hiểu chưa? Là tôi đậu giải. Chị sẽ là hoa hậu. Đúng rồi, tôi sẽ là hoa hậu. Không lẽ giờ tôi bưng tiền ra tôi bưng xe cho bé tánh ăn hả trời? Tôi đâu có ngu đâu trời. Đúng không? Nè, tôi còn nói như vậy là coi như là tôi tổ chức chương trình ra là chỉ công khai là giao cái dương miệng lên đầu cho chị thôi hả? Đây, tôi còn chuẩn bị sẵn sàng đây, tôi mua sẵn cái dương miệng. Trời ơi, tôi làm từ A tới Z luôn. Khi mà vừa đăng quang nè, đó, anh đeo lên đầu cho tôi ha, đó. Rồi cái tôi sẽ cho người ta quay video, tôi đăng lên YouTube là tôi là hoa hậu đó, hoa hậu, chào mọi người á, dạ chào mọi người. Chị Dung ơi, chị Dung. Chị Dung ơi, chị Dung. Gì? Nói nghe nè. Hả? Bạn của chị hả? Bạn tôi. Ê, bà nặng lắm, bà cho bà uống thuốc chưa? Trời ơi, cái gì vậy? Trời đất ơi, mua sẵn luôn hả chị? Trời ơi, tôi làm sẵn luôn, từ A tới Z luôn. Trời ơi, chồng bà bỏ bà. Bà bỏ bà đi lấy một cái bà hoa hậu phu nhân. Trời. Mà phải chi cái bà đó, bà thi cái chỗ đông người đâu, bà thi đâu bên Alaska. Hả? Có 2 người à, mà mẹ nó giật giải. Mà ông chồng mà ông lấy bà đó, cho nên bà này bà hận, bây giờ bà muốn là hoa hậu. Bởi vậy á, tôi phải đi thi hoa hậu để tôi chứng minh cho chồng tôi biết ai cũng có thể là hoa hậu, miễn sao là có tiền. Có tiền thì mua tiền cũng được. Huống chi là mình mua cái vương miện hoa hậu. Nhưng mà nó nghe nè, chị mà đi thi hoa hậu thì nó khó lắm. Làm gì khó? Tại vì mình phải tuyển thí sinh đó. Ủa sao tuyển là sao? Chứ chị nghĩ sao? Mình cứ đăng lên mình đỡ cái gì là người ta đang kiếm. Muốn đấy bà. Nghĩ sao vậy mình phải tuyển. Tại vì thí sinh mà đẹp hơn chị là đâu có được. Hiểu không? Bà là hoa hậu, thí sinh nó phải xấu hơn bà. Trời ơi, cái đó là chuyện nhỏ thôi. Người ta nói người đẹp gì lụa. Ông cứ để thí sinh, những thí sinh đi thi á, ông đừng có make up cho họ. Là coi như là đàn bà mà không make up là ai cũng xấu banh xác hết trơn à. Bà nói đi, đàn bà gặp bà đánh bà thấy bà luôn chứ ở đó. Cái đêm đó tại sao vậy? Cũng có người này người kia. Không, tôi là tôi thấy vậy nè. Bây giờ tôi sẽ kêu là 20 bà bạn có chơi chung nhóm với tôi á. Đi thi lùm giùm cho. Ê, đủ trong 2 bà bạn có bà đẹp hơn bà làm sao? Tôi bao với ông 20 bà bạn nó leo lên sân khấu khán giả không háo ói, tôi trả tiền cho ông. Có nghĩa là sao? 20 bà đó xấu hơn 2 đứa tôi mới chơi. Trời ơi. Trời, bà này đúng là tri kỷ của tôi, ngang chơi là phải lựa người xấu hơn không à. Tại vì tôi là tri kỷ của bà cho nên kỳ này tôi không có đi thi hoa hậu. Tại sao? Tôi đi thi mất công tôi đậu bà rớt lắm. Kỳ, sao này bà tự tin quá vậy? Thì bởi vậy cho nên 20 cái người mà đi thi để đó tôi lo. Tôi lo cho bà. Ê, nhưng bà nói nghe nè, cái vụ mà giải thưởng xong rồi còn cái tiền công của tôi ai tính? Trời ơi, đại gia mà lo cái gì. Bà mới chia tay ly dị với chồng đó, chia đôi tiền. Bây giờ bà vô cùng nhiều tiền mà bà chỉ cần tình thôi. Trời ơi, cần tình. Ở đây ai là chủ nhân của Dynasty Nail Salon? Me. Hi, how are you? I'm good. Hi. Hey. Hi. 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 Giống cá 7 màu quá ha. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là thầy phong thủy. Thầy phong thủy. Tôi tên là Madame Kế Đô. Trời, nghe cái tên muốn đi cúng sao hết sức vậy. Kế Đô ông Sô cũng ngã đó. Thế nói mà chị tôi tiệm nail tôi đâu có mời thầy phong thủy. Tôi tìm khách chứ khách không thể nào tìm tôi được. Nhiều khi bà mời tôi còn chưa tới đấy. Vậy là ế lắm mới kiếm vô đây kiếm khách phải không? Đừng nói, để tôi nói. Bà, dạ, Bà đấy, bà ngoài đấy. Tôi hả? Hai bà sao giống nhau thế? Bà xa. Thanh Thà bà xa. Kinh quá, nhìn hai cái mặt. Ê, ông đứng ở giữa để cách ly nè. Đúng rồi, là kêu tôi đó. Đúng. Bà sắp sập tiệm rồi. Cái gì đấy? Trời ơi, tôi mới mua đồ lại mà bà nói kỳ vậy? Ơi, sao bà ăn nói kỳ vậy bà? Rồi tìm người ta mới bà. Bà đó. Cầm mồm lại. Mở mồm ra. Ngậm mồm lại. Ủa sao cơ mở ngậm hoài vậy? Chết già trong cô đơn. Trời ơi, sao bà biết tôi mới chia tay hay vậy trời? Này, hả? Vừa mới ly dị chồng đúng không? Trời ơi, bà biết tôi ly dị chồng luôn rồi, bà hay quá. Hay cái gì mà hay? Thì bà nói bà mới chia tay thì bà tâm lý bà nói bà ly dị. Cái gì đâu mà hay. Bà đó, bà vô duyên vừa phải thôi. Tự nhiên đầu phóng vô cái nói là người ta sập tiệm rồi, nói người ta cô đơn suốt đời. Bà là phong đòn gánh chứ phong thủy gì. Phong đòn gánh cái gì, người ta là bà phong thủy. Bà này bà vô ấy, tôi nhìn cái bộ đồ bà là tôi biết tôi gì bà vô ấy đâu. Đừng nói, để tôi nói. Gọi phong thủy thật ra nó cũng chưa đúng lắm thôi. Là tại vì đó là tiếng Việt không có cái gì nó dịch sát nghĩa như thế nên chấp nhận là phong thủy. Chứ thực sự ra đó, Đại học Harvard bên Đài Loan. Trời đất ơi, Harvard giờ nó dọn qua Đài Loan rồi hả trời? Cái gì vậy? Harvard nó có franchise bên Đài Loan. Sao giờ nó xuống dữ vậy trời? Rồi sao bà? Rồi sao? Đại học Harvard bên Đài Loan cấp cho tôi cái bằng gọi là bằng Master of Feng Shui. Tiếng Việt là phong thủy đó. Mà đừng có gọi tôi bằng bà nhá, đừng gọi bằng bà. Ủa chứ giờ kêu bằng cái gì? Danh có chính thì ngôn mới thuận, phải gọi tôi là sư phụ. Sư phụ có bói. Mà ông ơi, tự nhiên nói vậy cái tự nhiên trong lòng tôi lo lắng quá. Ủa sao? Thiệt á chứ, tôi cũng lo cho bà quá. Cái gì mà lo. Bà này bà tào lao á, tự nhiên đâu vô cái nói gì mà cũng lo sợ nữa. Bà xạo vừa phải thôi. Tôi nói bà nghe nhá. Dạ. Sách có câu. Dạ. Đừng nhìn thấy hiện tại mà suy đoán tương lai. Tương lai của bà bây giờ, đây hiện tại của bà nhá. Bà thấy không? Khang trang, lịch sự, 30-40 ghế đúng không? Dạ. Nhưng mà chỉ 2 năm sau thôi. Chỉ 2 năm sau thôi, cái tiệm này sẽ sập nếu như mà tôi không đưa bàn tay ra xoay chuyển. Trời đất ơi, thấy ghê quá. Bà nói thì ghê quá à. Quá ghê luôn hả? Quá ghê luôn. Đấy. Không, tôi không có tin mấy cái chuyện đó. Bà này là bà xạo. Im chứ. Để nghe tôi nói. Sách lại có câu. Bà này sao sách nào chịu rảnh nó viết quá trời viết à. Bởi vì tôi là người thích sách. Sách lại có câu nhá chưa. Quân tử nhìn xa, tiểu nhân nhìn gần. Rồi cái gì tiểu nhân bà chỉ cho tôi vậy bà nào? Không. Tôi thuận tay phải, Mình mu qua tay trái. Sách lại có câu. Quân tử nhìn xa, tiểu nhân nhìn gần. Tại sao giờ bà chỉ qua bên đây là vậy? Sao chuyển làm gì? Ai biết nữa bà thuận tay nào? Bà nói bà thuận tay phải. Hả? Dạ bây giờ chị đừng có chuyển, cứ đứng im tại chỗ đi. Nói lại một lần nữa. Sách có câu. Ông đừng có sách nữa bà nói luôn đi. Kinh quá. Quân tử nhìn xa, tiểu nhân nhìn gần. Ê, cho tôi hỏi này bà. Hả? Rồi tiểu đường mình nhìn đâu? Tôi đang bị tiểu đường này nè. Tiểu đường thì vô nhà thương nằm. À vậy hả? Thôi rồi hiểu rồi. Tôi thấy thế này này. Sao? Tôi thấy là trời ơi, gặp người ta hoạn nạn, tôi áy náy, tôi muốn giúp mà mọi người không welcome thì thôi tôi xin bye bye. Ê khoan. Cái gì? Tôi welcome. Welcome à? Trời sao lùi lại nhanh dữ vậy? Thì welcome là phải lùi chứ sao? Ngày xưa tôi làm model mà. Dạ. Nhưng mà tôi hai năm nữa là tôi nghèo xuống hả bà? Tôi mạt xuống hả? Không phải là nghèo đâu. Bà là sập. Mà tiếng Mỹ có nghĩa là bankruptcy. Kinh lắm. Bankruptcy là ghê lắm luôn anh nha. Bà nhìn thấy được tương lai của bè đó. Đúng. Thấy tương lai hậu vận luôn hả? Tương lai hậu vận, tôi thấy tất cả mọi thứ. Tương lai sách. Không có sách. Dạ. Nói luôn khỏi sách. Đúng rồi. Coi như tương lai người Mỹ người ta gọi là vision. Người Tàu người ta gọi là viễn kiến. Còn Việt Nam thì gọi là ôi xa quá xa. Tôi tưởng đâu Việt Nam gọi viễn thị chứ. Nói nghe nè, bây giờ này, visa hay master gì thẻ nào tôi cũng có hết á. Và giờ vấn đề là bà nghĩ ra cái cách nào bà cứu tôi đi. Phong thủy nó có. Phong thủy có như là người ta control tất cả những ám khí. Tôi tóm ám khí trong tôi vứt vào cái chỗ khác. Là bà sáng ngay. Bà để đó cho tôi. Có cách rồi. Từ đây. Có cách rồi. Thưa bà, tôi có đây. Tôi chuẩn bị ngay. Tôi tội nghiệp bà lắm, tôi giúp bà ngay. Đây. Cái kiếng làm gì? Cái kiếng này. Tất cả mọi thứ tôi đã ám khí vào đây hết rồi. Bà treo ngay đằng trước cửa. Đấy, tất cả mọi cái khí độc đấy nó vọt sang cái tiệm nail đối diện đấy. Ê, Còn cái tiệm nail đối diện nó mua cái kiến bự hơn, nó vọt lại mặt tôi sao? Đúng rồi. Thì bà lại mua cái kiến mắc tiền hơn nó. Vọt lại nó nữa. Vọt lại nó nữa. Đấy. Nói chung là có vọt qua vọt lại vậy đó. Đấy. Bao nhiêu một cái? 1000. Hả? 1000 đó không? Trời ơi, cái kiến này tôi mua chừng 99 sen nè. Giờ mà bà bán tới 1000 lận. Ông mua 99 sen là mắc đấy. Tôi mua 99 sen mà buy one get one free cơ. Trời đất ơi. Nhưng mà vào tay ông là cái kiến tầm thường, nhưng mà vào tay tôi, đưa đây cho tôi. Đấy. Tôi coi như là tôi luyện phép. Tất cả những điện từ của tôi nó nhào vào trong cái kiến này. Tôi nói thật nhá, một lần một cái kiến phép như thế này nè, tôi tổn thọ khoảng 7 năm bà. Trời. Một cái kiến mà 7 năm tuổi thọ. Hồi đó giờ bà bán bao nhiêu cái kiến rồi? 108 cái. 108 mà nhân cho 7 là coi như 756 tuổi. Ê, bà ném về quỷ chứ phải người á. Này thành tinh rồi đó, thành tinh rồi đó. Thì bởi tao là tôi có sư phụ quá. Thôi nói hồi là tao luôn hả? Bà phải sư phụ không vậy? Tôi quen rồi. Vì tôi nói cho em gái tôi xưng tao. Tôi nói cho bà nghe, thôi bây giờ tôi nghĩ là bà nên mua cái kiến này đi, nó mang cái sự an tâm cho mình. Tôi đây nè, bản thân tôi cũng thèm mua một cái kiến gì đó để tôi trấn cho tôi, mà không biết là bà có chịu bán không nữa chứ. Bà này chắc bà mua cái kiến 5000 á. Không, đừng nói như thế. Không phải cái kiến 5000. Bà là phải cần 5 cái kiến, mỗi cái kiến 1000. Vậy cũng 5000 à bà? Cũng 5000 à? Cũng 5000 mà lao à. Học cao quá quên mẹ toán rồi. Nhưng mà bây giờ cái kiến nó trấn ở đâu mà làm gì mà mua dữ vậy? Bà ám khí nhiều lắm, ám khí nhiều lắm. Mua 5 cái kiến này nó trấn ngay những cái chỗ mà ám khí nhất này. Đây, 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 đây. Trời ơi, sao cái chỗ ngặt không vậy? Sao bà đưa những cái chỗ độc không vậy bà? Thì nó ám khí phải trấn chứ sao? Ám khí tuôn đi, hanh thông tuôn vào là bà có tình yêu ngay. Trời ơi, vậy là tôi có cái kiến này coi như là tôi có tình yêu phải không? Rồi tôi sẽ trở thành một nữ hoàng sắc đẹp đúng không? Mừng quá. Muốn thi hoa hậu đúng không? Trời sao biết hay vậy? Trời ơi, bà biết tôi thi hoa hậu. Bà này thì bà cứ nói trước không à. Bà theo tâm lý mà bà đoán thôi chứ gì đâu. Thì bà nói bà nữ hoàng sắc đẹp thì bà nói bà đi thi hoa hậu. Biết gì hết trơn. Có quen biết không? Đuổi ra giùm tôi, cái kinh khủng quá. Bạn tôi mà. Nhưng sao bà tư vấn cho tôi không? Tư vấn nhưng mà thế này nha, phong thủy người ta không muốn nói ra sự thật này đâu. Tôi phải nói thế này này. Phong thủy thì người ta có thể làm rất nhiều thứ, nhưng có mỗi một thứ phong thủy không làm được. Là cái gì ạ? Đó là chuyển xấu thành đẹp. Chuyển xấu thành đẹp là không làm được. Dạ vâng, phong thủy không làm được, không thể chuyển xấu thành đẹp được. Bà xấu làm sao bà thi hoa hậu được? Nhưng mà bây giờ có cách nào không để cho tôi có thể thi được không? Tôi lại có một cách khác nữa. Cách gì bà? Cách gì nữa? Là tôi sẽ dùng pháp thuật của tôi. Tôi làm mờ mắt tất cả những giám khảo. Giám khảo ngồi cụp, tôi làm mờ mắt hết. Nó nghe nè, giám khảo người ta ngồi cụm nghe nó sang. Giám khảo mà kêu ngồi cụp, tự nhiên tôi liên tưởng với mấy cái cụp nó giống như mấy cái cụp gạch. Đúng rồi. Học cao quá nó quên chữ. Cụm giám khảo mờ mắt. Mà khi mờ mắt rồi thì bà nhan sắc này mới có thể làm hoa hậu được. Hay quá. Rồi bà có cách nào bà chỉ cho tôi mà đẹp hơn nữa không? Còn một cách nữa. Cách nào nữa? Đăng ký thi hoa hậu là còn lâu lắm. Còn bây giờ cái cách này là ngay tức khắc. Cái da mình sáng thì cái tướng nó mới tốt được. Phải dùng mỹ phẩm. Mỹ phẩm gì? YSL mà Việt Nam gọi là IHL. IHL đó phải không? Rồi. Bà đừng có kêu IHL. Bà phải nói là yêu hoài luôn. Trời ơi, cái mỹ phẩm này tôi rành lắm mà tôi chưa có xè. Đợt này tôi xè để cho cái da mặt tôi nó đẹp. Bà nhận lời quảng cáo của IHL phải không? Tôi mà ăn của IHL 1 đồng tôi làm con ông ấy. Không, sư phụ đừng có làm con tôi. Để tôi làm con sư phụ. Sao thế? Sư phụ! Trời ơi, sư phụ hay quá. Trời ơi, con nể sư phụ luôn. Nể ra, thích chứ. Bây giờ nghĩ sao, trời ơi, tự nhiên sư phụ xuất hiện vô đây, cái bán cái kiến 1000, cái 2 năm sau trở lại, mà nếu mà cái như bà chị đây, bà vẫn làm ăn phát tài, cái chị nói trời ơi nhờ cái kiến của tôi đó, thế nào chị cũng thưởng cho chị thêm. Đúng rồi. Là mình lấy tiền được lần thứ 2. Đúng. Còn nếu mà bà làm ăn thất bại, mình phải bán thêm cái kiến nữa để cho bà chiếu nữa. Thông minh. Đúng không? Lấy tiền lần thứ 3. Thông minh. Trời ơi sư phụ ơi, hay quá, nể quá luôn á. Cái này nó nghe nè, làm nghề bầu xô giờ khó ăn quá, chắc chị qua làm phong thủy quá. Tài không bắt cướp á. Cái nghề không có bỏ vốn. Nghề tôi không cần vốn, nhưng mà cần trí tuệ. Trí tuệ gì? Gạt thì mồ, trí tuệ gì? Hay phải có trí tuệ mới gạt được người ta chứ. Oh yeah. Sư phụ. Hay quá. Nể rồi. Rồi, nhập đệ tử. Sao bây giờ có mua hay không? Cái kiếng hả? Mua nhá, bây giờ tôi nói thế này này, dạ. Mua cái kiếng này nhá, treo ngay ra, bà cứ treo đi là niềm vui nó tới với bà liền nhá. Dạ. Coi này, niềm vui tới này, 1, 2, 3, vui vào. Vui. Wow. Có khách treo tôi đi bà. Ra bà cầm ra bà treo. Trời ơi, công nhận á, cái tiệm nail của chị Hai sửa lại á, sang trọng ghê, nhìn y như hoàng cung vậy đó. Thấy chưa? Vườn treo là có người khen liền đấy. Không có, nhỏ này em tôi. Hả? Em hả? Em ruột à? Em ruột. Cùng cha cùng mẹ à? Cùng cha mẹ. Cùng cha mẹ sao khác thế? Có gì đâu khác. Khác là em tôi nó làm bác sĩ, còn tôi làm nail thôi. Không, tôi không nói vấn đề đó, tôi nói vấn đề nhan sắc phải không? Nhan sắc là hai chị em tôi y như hai giọt nước. Đúng rồi, đứa giọt dầu thơm còn đứa giọt acetone. Dầu thơm có người xài, có người không xài. Nhưng acetone ai muốn chùi móng tay là đều phải xài. Hay quá. Dạ. Đúng rồi, thôi dầu thơm với lại acetone hóa chất hết mà khác nhau quá. Thôi tôi đi, tôi xin phép đi. Bà treo lên giùm tôi lát cho lấy tiền nha. Dạ vâng. Em, bộ hôm nay phòng mạch đóng cửa hả? Em đi ăn trưa. Ủa, chị Hiến phải không? Em nghe nói chị mới ly dị chồng hả? Ông này chồng mới của chị á hả? Công nhận á, cái gu của chị lạ quá à. Chồng cũ cũng xấu, mà chồng mới cũng xấu luôn. Chị Hai, chị em sao chị không trả tiền nhà cho ba má, để người ta cứ gọi điện thoại tới phòng mạch của em vậy? Trời ơi, qua tới đây nhà có hai chị em mà chị cắm đầu, chị lo cho em học bác sĩ. Bây giờ em làm bác sĩ rồi, em làm ra được nhiều tiền rồi. Đâu phải chuyện gì của ba má em cũng gọi cho chị đâu. Ba má là ba má của chung. Em làm như em không phải con của ba má vậy. Chị Hai à, người ta nói á, có con làm bác sĩ á thì được tiếng, có con làm nail thì được tiền. Em đã mang lại cái tiếng cho ba má thì em đâu cần phải lo tiền nữa. Em nói gì đâu có được em. Bác sĩ đúng rồi, nhưng mà ai cũng làm bác sĩ rồi, ai làm đường cho em đi, ai là hốt rác sạch sẽ, giữ vệ sinh cho em. Mỗi người có mỗi nghề trong xã hội chứ, nghề nào cũng có chỗ đứng của nó chứ, em nói gì đâu có được. Cái đó là chỉ trên lý thuyết thôi, nhưng thực tế ra đường, cha mẹ lúc nào cũng tất nhiên là khoe con làm bác sĩ, chứ có cha mẹ nào khoe con làm nail đâu. Cha mẹ không có khoe con gái làm nghề nail, chỉ khoe con gái làm bác sĩ thôi. Nhưng mà nghề của chị nuôi em có đến ngày hôm nay em mới có bằng bác sĩ, để em nói chị vậy hả? Thôi chị à, em nó nói thì cũng rất đau lòng, nhưng thực tế thì trong xã hội người ta vẫn coi trọng những người có bằng cấp hơn những người lao động chân tay. Mặc dù đối với tôi thì nghề nào nó cũng có cái vinh quang của cái nghề đó. Lao động chân tay cũng là một cái nghề cần thiết trong xã hội. Thank you.